Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hưu Tinh Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự và đề tài thứ hai liên quan tới những bản tin ngày hôm qua và ngày hôm nay tôi có đoàn cho thấy là biden đã bắt đầu thúc đẩy cái việc gọi là lạm quyền của ông ta trong vai trò tổng thống và trong đó gần như là ông ta có thể sẽ gây ra một cái họa lớn cho chính bản thân của ông ta và có thể khiến cho đảng Dân Chủ càng ngày càng mất điểm khi mà ông ta đã cảm giác rằng bên đảng Dân Chủ đang giữ một khoảng cách rất xa với ông ta. Ok quý vị, các bản tin mà tôi có được ngày hôm nay đầu tiên hết là sở thuế IRS lên tiếng nói rằng chính bộ tư pháp đứng sau lưng của việc mà xóa bỏ cái cuộc điều tra của whistleblower ở trong sở thuế IRS để điều tra về Hunter Biden người đứng đầu của cơ quan IRS là Daniel Wafel đã lên tiếng và nói rằng chính bộ tư pháp đã trực tiếp ra lệnh cho cơ quan của ông ta là phải xóa bỏ vai trò của whistleblower trong việc điều tra về tình trạng tài chính của Hunter Biden. Bản báo cáo của đại diện Fox. tôi muốn nói rằng là tôi không có xen vào và hoàn toàn không có và nó là tác hại từ cái tình trạng của whistleblower. Ông Wafel đã viết thư cho cái quỹ ban đường hướng và của Hạ viện là Jason Smith của Đảng Cộng hòa tại Missouri được xem là thành viên cao cấp với lại Richard New của Đảng Dân chủ tại Massachusetts là cái người whistleblower của sở thế IS mà quý vị nói rằng là cáo buộc đã có sự thay đổi việc mà bổ nhiệm họ trong việc mà làm việc ở đó. là đây là cái lệnh trực tiếp từ phía Bộ Tư pháp và trong đó không có một cái trường hợp nào đặc biệt và tôi tin rằng là điều này là hoàn hoàn toàn có sự liên can tới cái hệ thống tư pháp của chính quyền liên bang, sở thuế chỉ là đi theo sự chỉ đạo của bộ tư pháp mà thôi. Đây là một trong những cái lời biện minh sau khi mà có một whistleblower của sở thuế đã bị xóa khỏi việc làm và đồng thời bị cắt bỏ cái cuộc điều tra, tức là không được phép điều tra tiếp về hồ sơ thuế của Hunter Biden người đã từng thiếu nợ 2 triệu đô tiền Mỹ kim tiền thuế và phải vay mượn một luật sư ở Los Angeles để mà trả thuế. Tuy nhiên, cái hồ sơ thuế của Hunter Biden rất là lem nhem và bây giờ ông ta bị vướng rất nhiều liên quan tới việc trốn thuế. Thứ hai là trốn Child Support tức là tiền mà à, nuôi dưỡng con cái cho tới việc mà ông ta đã khai mang các cái lợi tức ở bên ngoài để mà không có đa đóng thuế và những cái tội này là do sở thuế họ điều tra và bây giờ thì Bộ Tư pháp ra lệnh ngưng cuộc điều tra thì quý vị đó là cái điều thứ nhất mà chúng ta thấy được ở trong cái uh, bản tin này điều thứ hai cũng trong ngày hôm qua tôi có loan bản, bản tin là ký giả Matt Taibbi đã bị điều tra sợ uh, bởi xe thuế sau khi mà ông ta đã, đã cho công bố cái tập hồ sơ gọi là twist File bản tin mới nhất cho biết thì uh, Người đã công bố tất cả tập hồ sơ của Twitter file là ông ký giả Matt Taibbi đã bị điều tra bởi chính quyền cho bên bởi sở thuế và mở ra cái cuộc điều tra này đúng ngày 24 tây tháng 12 cùng một ngày mà cái tập hồ sơ Twitter file số 9 đã chi tiết hóa tất cả những cái kết luận là chính quyền đã cấu kết với lại công ty Twitter trước khi mà ông Elon Musk đã mua công ty này và trong đó sở thuế is đã mở cái trường hợp điều tra tôi ngày thứ bảy christmas Eve tức là ngay trong cái đêm christmas và nó diễn ra trong lúc mà đang có những cái bản báo cáo về cái hồ sơ của twitter về fbi và cộng đồng tình báo đã có quan hệ với lại các công ty mạng xã hội ông thay đã viết trên twitter và trong đó ông đã viết lá thư cho ông jim jordan là chủ tịch của ủy ban tư pháp tại hạ viện và hiện vẫn chưa rõ những tập tài liệu mà tại sao is lại mở ra cái tập tài liệu nhắm vào ông hồ sơ thuế của ông bi năm 2018 một điều bất bình thường và rõ ràng là trong lúc ông đang báo cáo về tình trạng mà chính quyền có hành động gọi là kiểm duyệt đó là lời phát biểu của ông Jordan đã đưa ra trong một cái lá thư mới nhất gửi cho ông Wolfram và trong đó ông bi và ông Jordan đã công bố tất cả những cái chuyến mà IAS đã viếng thăm vào ngày 9 tây tháng 3 ở nhà riêng của ông bi. À, và trong đó đúng ngay cái ngày mà ông ra điều trần trước quốc hội và trong đó họ nêu một số những cái câu hỏi liên quan tới việc mà sở thuế đã bắt đầu mở hồ sơ mà hồ sơ này không phải là hồ sơ mới nhất mà là hồ sơ của năm 2018 thay vì nó là năm 2021, năm 2020 nhưng nó lại là năm 2018. Bên cạnh đó thì Joe Biden đã bất ngờ giữ im lặng trong các cuộc đối thoại về nợ trần quốc gia quý vị cho bên đã bất ngờ im lặng trong cái việc mà đối thoại về cái tháo gỡ và giới hạn nợ trần quốc gia. Trong bản báo cáo cho biết thì phía của họ đổ thừa cho phía Kevin McCarthy đã không có làm không có đưa ra một cái thái độ tích cực vài giờ sau khi mà gặp gỡ với ông McCarthy về vấn đề nợ trần quốc gia. Trong đó gần như là phía Châu Biden giữ im lặng hoàn toàn và chỉ lắng nghe ông McCarthy nói mà thôi. Quý vị, Điều này cho thấy rằng là Joe Biden đang từ từ có vẻ như chuẩn bị cho một cái tư thế lạm dụng quyền lực của ông ta, lạm dụng quyền lực nhắm vào những cuộc điều tra, nhắm vào gia đình của ông ta. Thứ nhất, thứ hai là ông ta sở dĩ giữ im lặng là ông ta đang có ý định là sẽ sử dụng tu chính án số 14 để mà vượt quyền quốc hội nhằm trả các món nợ của quốc gia sắp sửa đáo hạn và có thể đi tới vỡ nợ vào ngày 1 tây tháng 6. Do đó ông ta giữ im lặng và ông ta không nói gì cả Và cũng không có đưa ra một cái uh, hành động nào cho thấy là có tích cực Trong cái cuộc gọi là thương thảo về giới hạn nợ trong quốc gia Có nghĩa là Joe Biden đang dự tính sử dụng tu chính án số 14 Quý vị, ba bản tin này cho thấy rõ ràng là Joe Biden đã bắt đầu maximize cái quyền lực của ông ta Tức là ông ta bắt đầu vận dụng tối đa quyền lực tổng thống của ông ta Và các cái uh, nhân vật nằm nằm dưới quyền của ông ta trong cái quần máy này trong đó bao gồm luôn cả Merrick Garland, Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ. Quý vị, Sở Thuế viết lá thư rất rõ ràng là chúng tôi chỉ làm theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp mà thôi. Quý vị, lý do tại sao Bộ Tư pháp lại kêu ngưng lại, chúng ta phải đặt câu hỏi. Tuy nhiên, hai cơ quan này hoàn toàn độc lập. Hai cơ quan này hoàn toàn độc lập với nhau. Có nghĩa là Sở Thuế làm việc riêng và Bộ Tư pháp làm việc riêng. Tại sao lại có tình trạng Bộ Tư pháp chỉ đạo cho Sở Thuế ngưng lại cuộc điều tra trong các hồ sơ tài chính của Hunter Biden. Hunter Biden đã từng thiếu nợ tiền thuế lên tới 2 triệu Mỹ Kim và ông ta khi mà thân phụ ông ta bắt đầu chiến dịch tranh cử thì ông ta vay mượn của một luật sư ở tại Los Angeles để trả món nợ 2 triệu Mỹ Kim tiền thuế. Và kể từ đó thì sở thuế đã mở ra hàng loạt các cuộc điều tra về những năm trước và sau khi mà ông Joe Biden tuyên bố ra tranh cử và đắc cử tổng thống thì họ mới phát hiện ra rất nhiều những cái lem nhem thuế của Hunter Biden kể cả cái tiền lương mà ông ta nhận từ công ty Burisma ở tại Ukraine 50.000 Mỹ chi một tháng và ông ta đã tìm cách khai mang che giấu số tiền này để tránh tình trạng gọi là child support tức là tình trạng gọi là nuôi dưỡng con cái với người vợ cũ của ông ta tại Arkansas thì quý vị việc này thì à, sở thuế đã điều tra về tất cả hồ sơ thuế của ông ta bất ngờ Bộ Tư pháp lại ra lệnh ngưng cuộc điều tra này. Trong khi đó thì quý vị FBI vẫn đang tiếp tục theo đuổi cái việc mà điều tra về Hunter Biden. Thì quý vị, đây sẽ cho thấy rõ ràng là có sự cấu kết giữa Bộ Tư pháp và Tòa Bạch Ốc tìm cách đè xuống cái vụ của Hunter Biden bằng luật lệ và bằng quyền hành pháp. Tức là họ đã lệnh trực tiếp luôn. Họ không che giấu luôn. Họ không mượn cớ bất kỳ một điều nào để mà họ có thể gọi là à, che giấu cái hành động này thì quý vị rõ ràng đã có sự lạm quyền của bộ tư pháp tại vì bộ tư pháp chỉ giữ trách nhiệm điều tra và truy tố còn sở thuế là chịu trách nhiệm về tất cả những cái hồ sơ thuế cá nhân bên cạnh đó thì ông à, Mark Tybee tức là người ký giả mà ông Elon Musk đã chọn để mà công bố tất cả những tập hồ sơ nội bộ trao đổi của công ty Twitter với các cơ quan FBI, cộng đồng tình báo và chính quyền của Joe Biden. Thì trong cái ngày mà ông đưa ra cái tập hồ sơ số 9 của tập Twitter File, trong đó khẳng định và kết luận là có sự cấu kết của các nhân viên của FBI, của cộng đồng tình báo với lại chính quyền của Joe Biden và công ty mạng xã hội không phải chỉ có Twitter không mà bao gồm cả Facebook lẫn Google để đè lại tất cả những cái tin tức bất lợi cho Joe Biden trong cái mùa tranh cử năm 2020. Quý vị, đặc biệt là liên quan tới cái hồ sơ laptop của Hunter Biden. Thì quý vị, cuộc điều tra này, là cái cuộc mà gọi là công bố này cho thấy rằng là tất cả đều là có sự chỉ đạo ngầm từ cái chiến dịch tranh cử của Joe Biden. Và đặc biệt quý vị cho tới ngày hôm nay, chúng ta thấy rõ sự lạm quyền này khi mà bộ ngoại giao đã không đồng ý cung cấp tất cả những chứng từ cho phía của ủy ban giám sát và ủy ban đối ngoại liên quan tới cuộc rút quân năm 2021 tại Afghanistan khiến cho 13 binh sĩ Hoa Kỳ bị thiệt mạng cho tới giờ phút này tới tháng 8 năm nay là đúng 2 năm rồi quý vị. Vẫn chưa có ai lên tiếng chịu trách nhiệm cho cái chết của 13 binh sĩ Hoa Kỳ và 169 thường dân đã bị thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát ở gần phi trường Kabul trong cái cuộc rút quân đầy hỗn loạn này. Bộ ngoại giao đã không cung cấp đầy đủ tất cả những chứng từ liên quan tới việc báo động trước lúc đó quý vị là phía bộ ngoại giao và nhân viên của tòa đại sứ Hoa Kỳ ở tại Afghanistan tức là ở Kabul đã báo động là Taliban có thể sẽ mở cuộc tấn công toàn diện và có thể sẽ chiếm Kabul sớm hơn. Tuy nhiên, ngoại trưởng lúc đó là ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Anthony Blinken đã bỏ mặt tất cả những cái báo động này từ các nhân viên ở Kabul. Và kết quả thì quý vị, ngày 15 tháng 8 năm 2021, Taliban đã chiếm toàn bộ Kabul và dẫn tới cuộc đánh bom tự sát khiến cho 13 binh sĩ Hoa Kỳ bị thiệt mạng. Thì bây giờ quý vị, Anthony Blinken lấy lý do là dữ liệu thông tin cá nhân không thể cung cấp cho phía của quốc hội. Thì quý vị, rõ ràng là đây là một thái độ lạm quyền không tôn trọng tất cả những nhân viên uh, những người đại diện cho dân tức là quốc hội Hoa Kỳ. Bên cạnh đó quý vị, những nhân vật được xem là nằm chủ chốt trong cái việc điều tra ông Trump năm 2016, James Comey và McCabe. James Comey là giám đốc FBI thời điểm đó, McCabe là phó giám đốc FBI đã chỉ đạo cho nhân viên FBI mở hồ sơ lấy cái tên là Cross uh, 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 Crossfire Hurricane để mà điều tra và cho rằng chiến dịch tranh cử của ông Trump đã có cấu kết với Nga xen vào cuộc bầu cử. Và quý vị, bản kết thúc của hai công tố viên độc lập, thứ nhất là Robert Mueller, sau 2 năm rưỡi điều tra và đã tốn hơn 30 triệu Mỹ Kim. Cuối cùng, Robert Mueller kết luận không hề có dính dáng gì giữa ông Trump và cái cuộc Nga xen vào bầu cử. Thì quý vị, sau khi có bản kết luận này, thì lúc đó người ta biết được FBI đã làm quyền Thì lúc đó đã bổ nhiệm ông William Barr Đã bổ nhiệm một công tố viên độc lập Có tên là John Durham Để mà điều tra về cái hồ sơ Lạm dụng quyền lực của FBI Và cuối cùng Vừa rồi quý vị thấy John Durham đã đưa ra bản kết luận Là FBI dựa trên những nguồn tin do đối thủ chính trị của ông Trump tung ra điển hình là đảng Dân Chủ Trung ương và bà Hillary Clinton để mà cho rằng ông Trump đang có liên hệ với Nga trong cuộc bầu cử. Thưa quý vị, FBI đã sử dụng cái lý do này và đạo luật FISA, tức là đạo luật uh, chống phản gián nước ngoài để mà mở cuộc điều tra vào ông Trump. Vấn đề ở chỗ là ông John Durham trong lúc mà ông mở cuộc điều tra thì những nhân vật hàng đầu của FBI chủ chốt trong thời điểm đó lại không được lại không trả lời phỏng vấn và không trả lời thẩm vấn với ông John Durham, trong đó gồm có James Comey, xin lỗi quý vị à, à, và à, Maccabi là hai nhân vật được xem là đứng đầu của cơ quan FBI. Thì quý vị rõ ràng FBI đã trở thành một thứ vũ khí của Joe Biden dùng để đàn và Hillary dùng để đàn áp đối thủ chính trị của mình. Sở thuế đã được Joe Biden đầu tư để mà bắt đầu tấn công vào những ai vạch ra cái trò lạm quyền cấu kết của chính quyền với những công ty mạng xã hội. Và mới đây nhất là cái hồ sơ của Hunter Biden đã bị ngưng điều tra ở trong sở thuế với cái sắc lệnh của Bộ Tư pháp. Thì quý vị rõ ràng qua ba cái yếu tố này cộng thêm Joe Biden bất ngờ lại giữ im lặng trong cuộc thương thảo với lại ông Kevin McCarthy à trong cái vấn đề gọi là tháo gỡ nợ Trần Quốc gia. Cho thấy Joe Biden đang nuôi dần cái ý định là ông ta sẽ sử dụng cái tu chính án số 14 để mà vượt quyền quốc hội tự mình trả tất cả các món nợ lấy vay tự mình vay tiền và trả các món nợ mà không cần sự đồng ý của quốc hội quý vị cho thấy Biden đã bắt đầu bày tỏ cái một cách trắng trợn sự lạm quyền trong cái cái nội các của ông ta từ bộ tư pháp qua tới sở thuế cho tới cơ quan FBI rồi thứ hai là chính bản thân của ông ta trong vai trò là tổng thống hành pháp ông ta lạm dụng cái hiến pháp để mà tìm cách vượt qua cái quyền hạn của quốc hội quý vị hiến pháp quy định hoạch định ngân sách quốc gia là quốc hội và đặc biệt là ở dưới hạ viện tuy nhiên hiến pháp vẫn mở một con đường cho hành pháp nếu trường hợp quốc hội gặp bế tắc là trong trường hợp khẩn cấp chiến tranh thì tổng thống có cái quyền được sử dụng tất cả tài sản quốc gia để mà đối phó với tình trạng khẩn cấp bây giờ không phải là tình trạng khẩn cấp. Nhưng Joe Biden đã sử dụng cái quyền này trong tu chính án số 14, đặc biệt liên quan tới nợ trần quốc gia. Để ông ta vượt quyền, cho đó ông ta giữ im lặng, không thèm đối thoại. Trong cái ngày hôm nay là ngày 25 tây từ đây cho tới ngày 31 tây và 1 tây chỉ còn có 7 ngày. Còn có 7 ngày nữa, Hoa Kỳ sẽ đi vào tình trạng vỡ nợ. Nếu không giải được, quyết được với lại phía của Hạ Việt. Và quý vị, phía hạ viện thì họ tuyên bố cứng rắn trong vấn đề giảm đi tất cả những cái uh, chi phí của chính quyền địa bàn, mà trong đó họ nói rất rõ ràng và họ ghi rất rõ ràng trong bản proposal là hai cái nguồn tiền mà không thể cắt giảm, họ bắt buộc Joe Biden phải cam kết là thứ nhất là chi phí của quốc phòng để đối phó với những đe dọa từ bên ngoài và an ninh quốc phòng của Hoa Kỳ. Thứ hai là tình hình an ninh biên giới, chi phí dành cho việc bảo đảm an ninh biên giới không thể cắt bỏ. Còn tất cả những chi phí khác đều phải cắt bỏ. Thì quý vị, điều này đã khiến cho Joe Biden đã phải à, im lặng là bởi vì ông ta đang nuôi dần cái ý định là sẽ sử dụng tu chính án số 14. Mặc dù ngày hôm qua Janet nói rằng là sẽ freeze, tức là sẽ đóng băng tất cả những chi phí để tiết kiệm khoảng 1.000 tỷ Mỹ Kim trong vòng 10 năm tới. Trong khi bản proposal của phía đảng Cộng Hòa là cắt giảm các chi phí này sẽ tiết kiệm cái, cái, cái tiền ngân sách và sẽ giảm đi mức thâm thủng là 4.500 tỷ Mỹ Kim. Quý vị, Joe Biden đang tìm cách gọi là chấn chỉnh lại cái tư thế của ông ta trong đảng Dân Chủ. Có nghĩa là ông ta đang bị mất điểm rất nhiều ở trong đảng Dân Chủ. Và thứ nhất là do vấn đề tuổi tác. Quý vị thấy ngay cả Hillary, tức là đồng minh của Joe Biden, đã lên tiếng rất rõ ràng. Bà ta nói rằng là bà ta vẫn bỏ phiếu ủng hộ cho Joe Biden. Nhưng vấn đề tuổi tác của Joe Biden là một vấn đề lớn với các cử tri. Do đó quý vị, chính đồng minh của Joe Biden còn nói như vậy có nghĩa là trong Đảng Dân chủ đã có sự rạn nứt. Họ không muốn Joe Biden ra nữa. Nhưng Joe Biden đã chính thức tuyên bố tái tranh cử rồi. Do đó quý vị, giờ phút này sẽ là cuộc đụng độ rất lớn ngay trong nội bộ Đảng Dân chủ. Cuộc đụng độ này có nghĩa là giữa cái phe không muốn Joe Biden ra và một phe vẫn tiếp tục duy trì Joe Biden để mà kiểm soát toàn bộ cái quần máy hành pháp. Phe này là Obama và Hillary. Còn cái phe mà gọi là thúc đẩy và không muốn Joe Biden ngồi tiếp tục trong cái ghế tổng thống trong nhiệm kỳ 2 đứng đầu phải nói là Ocasio-Cortez tức là bà dân biểu của New York cùng với lại Elizabeth Warren là của Massachusetts ở thượng viện bởi vì những nhân vật này cho rằng tuổi tác của Joe Biden quá cao thứ hai là Joe Biden đã thất hứa với họ Elizabeth Warren trước khi mà nhượng bộ cho Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020 và Bernie Sanders đều cam kết của Joe Biden là sẽ đánh thuế thật nặng tay vào các công ty gọi là tỷ phú và thứ hai là phải uh, uh, xóa bỏ tất cả các món nợ của sinh viên đó là hai cái lời cam kết mà Joe Biden đã hứa với hai tài này, hai người này. Riêng với Ocasio-Cortez là Joe Biden cam kết là sẽ thúc đẩy cái Green New Deal, tức là cái khí hậu xanh và phải chi rất nhiều tiền cho cái phong trào khí hậu xanh. Nhưng mà tất cả những điều này đã không được như ý. Trong đó thì quý vị, Joe Biden chỉ ân xá cho một cặp vợ chồng mà nợ tiền sinh viên đó, lúc mà còn họ còn là sinh viên đó, tối đa là 20 ngàn một cá nhân là 10.000 thôi. Mà ngày hôm nay Quốc hội lại bỏ phiếu lật đổ luôn ở Hạ viện cái quyết định đó của Joe Biden. Thì quý vị, thứ hai là cái Green New Deal. Cái Green New Deal Joe Biden đã thúc đẩy rất mạnh, nhưng cái cuộc chiến của Nga tại Ukraine khiến cho giá năng lượng lên quá cao và buộc Joe Biden phải khui cái quỹ dự trữ dầu chiến lược quốc gia ra và đồng thời phải đồng ý cho khai thác lại cái vùng đất Alaska để mà có được cái nguồn năng lượng an toàn cho Hoa Kỳ. Điều này đã khiến cho phe mà gọi là ủng hộ môi trường trở nên nổi giận. Trở nên nổi giận hơn. Và họ muốn cho Biden sử dụng quyền hành pháp để mà ban hành lệnh ủng hộ phá thai. Nhưng Joe Biden vẫn không làm được. Tại vì cái quyền phá thai đó không còn nằm trong quyền hành pháp. Ông ta có quyền ký xác lệnh ủng hộ cho loại thuốc phá thai nào đó. Nhưng ông ta không thể ký lệnh hành pháp bởi vì cái quyền này đã được trả về cho từng tiểu bang ông ta muốn đính kèm những cái ngân sách tài trợ cho các tiểu bang hàng năm để mà buộc các tiểu bang nếu như mà ủng hộ phá thai thì không nhận được ngân sách của liên bang nhưng không làm được bởi vì làm như vậy có nghĩa là ông ta chia rẽ nước mỹ trầm trọng hơn và sẽ khiến cho các tiểu bang phản ứng và lúc đó quý vị nó sẽ ảnh hưởng tới lá phiếu của ông ta do đó cho anh không làm được chính điều này nó dẫn tới một sự rạn nứt ở trong cái nội bộ đảng dân chủ và điều mà Joe Biden cần phải chấn chỉnh là phải mở một mặt trận tấn công ráo riết vào những cái hồ sơ đang nhắm vào ông ta và gia đình của ông ta trong đó ông ta sử dụng sở thuế bộ tư pháp để mà tìm cách gọi là khống chế tất cả những cái tin tức bất lợi cho ông ta đặc biệt là nhắm trả đũa đối với lại một cái whistleblower của sở thuế khi mà whistleblower này nói rằng họ đã bị xóa bỏ cái hồ sơ của Hunter Biden. Và bây giờ thì ông Commissioner, tức là cái người đứng đầu sở thuế, nói rằng họ làm theo lệnh của Bộ Tư pháp thôi. Vậy thì Bộ Tư pháp dưới quyền của Merrick Garland đã đưa cái lệnh này dựa trên cái yếu tố gì để buộc sở thuế phải ngưng lại cuộc điều tra? Thì câu câu trả lời chúng ta phải chờ vào Merrick Garland. Tuy nhiên Merrick Garland là một con ngựa thành Troy mà Joe Biden đã cấy vào Bộ Tư pháp để thay đổi tất cả hiện trạng của Bộ Tư pháp nhằm xây dựng cái nền móng gọi là của một cái loại vũ khí chính trị hóa ở trong bộ này. Thì quý, quý vị trong 3 năm nay, Merrick Garland đã bắt đầu tìm cách đầu tư, bổ nhiệm và đưa ra những chính sách để có thể tìm cách tăng cường cái quyền lực đó nhằm trấn áp tất cả những ai mà có cái ý tưởng gọi là đối lập với Joe Biden hoặc chỉ trích Joe Biden hay là điều tra về gia đình của Joe Biden đều bị Maryland gạt bỏ. Thì quý vị, rõ ràng, Bộ Tư pháp đang trở thành một thứ vũ khí rất lợi hại của gia đình Joe Biden. Và bây giờ, tới phiên sở thuế, đã bị vũ khí hóa. Quý vị, rõ ràng, Joe Biden đang muốn trước khi mà bắt đầu bước vào cuộc bầu cử sơ bộ, ông ta phải chấn chỉnh lại cái số điểm của ông ta. Rồi vốn đã bị rớt một cách thê thảm, bây giờ nằm dưới 37% còn thấp hơn cả Donald Trump. Donald Trump năm 2021, 20, 2019, lúc đó là quý vị, ông Trump cái rating của ông còn được 44%. Năm 2019, tức là 3 năm sau khi ông cầm quyền. Còn Joe Biden bây giờ rớt xuống 37%, còn thấp hơn cả ông Trump nữa. Mà lúc đó ông Trump đang bị công kích rất nặng nề bởi đám truyền thông cánh tả. Nó tạo ra những cái cuộc thăm dò để đả kích ông Trump nhưng mà cuối cùng sức ủng hộ và ủng hộ cho ông Trump trong cái quyền tổng thống vẫn được 44%. Còn Joe Biden thì được sự ủng hộ tối đa của đám truyền thông cánh tả và bao che cho ông ta rất nhiều trong những cái tin tức bất lợi cho ông ta. Quý vị thấy cái cái laptop của Hunter Biden cho tới giờ phút này, bản báo cáo của John Durham đưa ra. Quý vị, các công ty truyền thông chỉ đăng có một lần thôi, không có đào bới sâu về cái hồ sơ này. Trong khi đó những cơ quan truyền thông cánh hữu thì họ tìm đủ mọi góc cạnh của cái hồ sơ này để họ đưa thông tin cho khán giả. Ngược lại những cái công ty truyền thông cực tạ Washington Post, New York Times thì quý vị họ chỉ đưa tin một lần thôi. Về bản kết luận của John Durham thôi. Và họ không bao giờ khai thác cái vụ này cả. Do đó quý vị, Joe Biden được bao che rất nhiều bởi cái đám này. Nhưng mà dù ông ta được bao che đi nữa, thì mức ủng hộ của công chúng và cử tri đã nói rõ tất cả. Ông Trump thì bị tấn công ráo riết năm 2019, còn Joe Biden thì được bao che tối đa trong năm 2023. Và kết quả, kết quả ông Trump được 44%, còn Joe Biden được 37%. Thì quý vị rõ ràng là Joe Biden đang bị thất à, à, thất thế trong cái cuộc bầu cử sơ bộ và có nhiều thách thức đang chuẩn bị ra mà theo tôi biết một số thống đốc dân chủ đang tìm cách ra tranh cử sơ bộ và kể cả nhân vật của gia đình Kennedy cũng đã tuyên bố rồi và đã điền đơn. Thì quý vị, Joe Biden sẽ gặp thách thức trong cuộc bầu cử sơ bộ. Lạng quản ông ta sẽ không thuyết phục được giới cử tri trẻ. Họ không muốn Joe Biden mà lá phiếu chủ lực của Đảng dân chủ là khối cử tri trẻ, tức là những người mà đại học đó quý vị, học đại học hoặc là mới ra trường là những thành phần gọi là uh, gọi là nồng cốt của Đảng dân chủ. Thứ hai là cộng đồng da đen. Thứ ba là họ vẫn vẫn dựa vào cộng đồng Latino. Chính vì vậy mà Joe Biden vẫn tiếp tục cái chính sách mở rộng biên giới. Bởi vì ông ta đang muốn cần phiếu của cộng đồng Latino. Nhưng bây giờ chính người của gốc da đen đã lên tiếng hay các anh chỉ lo cho cộng đồng di dân bất hợp pháp thôi Còn cộng đồng da đen chúng tôi Mà người này là đảng Dân Chủ ở Georgia Quý vị Có nghĩa là chính Joe Biden đang gặp nhiều thách thức Do đó càng gặp nhiều thách thức Thay vì phải đưa ra những chính sách hữu hiệu làm việc cho người dân Để mà thuyết phục lại công chúng Cũng như là để tăng cái điểm của mình Thì ngược lại Joe Biden Lại đi theo cái khuynh hướng độc tài Tức là sự cố vấn đằng sau lưng là Obama và Hillary Clinton. Ông ta đã bắt đầu sử dụng tất quả tất cả những cơ quan liên bang dưới quyền của ông ta để trấn áp và đàn áp cũng như là trả đũa đối với những người đối lập. Và những người lên tiếng chỉ trích chính sách của ông ta hay những người đang điều tra về cái hồ sơ lem nhem của gia đình ông ta. Quý vị thấy hôm trước là phía của ủy ban à, giám sát của Hạ viện. À, quý vị thấy rõ ràng là à, James à, là ông James Comer đó, ông đã đưa ra cho thấy 22 cái LLC gia đình của Joe Biden lập ra trong thời gian ông ta làm phó tổng thống. Điều này cho thấy là dưới thời ông ta làm phó tổng thống, ông ta đã làm quyền rất nhiều. Và lúc đó FBI đã từng mở hồ sơ điều tra về tình trạng mà gia đình ông ta đã có trao đổi tiền bạc để đổi lại những chính sách có lợi cho những quốc gia bên ngoài. Nhưng mà hồ sơ này đã bị ngưng điều tra hồ sơ này đã bị ngưng điều tra và bây giờ thì phía của hạ viện yêu cầu FBI phải cung cấp những tập hồ sơ này thì quý vị thấy rõ ràng là gì quý vị Joe Biden không những lạm quyền trong giai vai trò tổng thống hiện nay mà trước đó dưới thời Obama ông ta là phó tổng thống ông ta cũng lạm quyền không ít rồi và cái thói quen lạm quyền đó và dựa dẫm vào cái hệ thống và cái network của Obama và Hillary Joe Biden bây giờ gần như Công khai lạm quyền. Nếu trước ngày 1 tây tháng 6, ông ta sử dụng cái tu chính án số 14, thì có nghĩa là quý vị, Joe Biden không còn cách nào khác. Ông ta phải lạm quyền để lấy lại cái uh, quy thế với những kẻ mà ông ta đã thất hứa. Những kẻ này đã lên tiếng và yêu cầu ông ta nên sử dụng cái uh, tu chính án số 14, đứng đầu hết là Elizabeth Warren và Bernie Sanders tức là nếu mà ông ta không có sử dụng tu chính án số 14 thì tất cả những ngân sách dành cho những cái việc gọi là mỹ dân của hai người này đều sẽ bị cắt giảm hết do đó họ dùng đủ mọi cách để buộc Joe uh, Biden là phải sử dụng tu chính án số 14 và nếu kỳ này Joe Biden sử dụng tu chính án số 14 thì chính ông ta đốt hết cuộc đời chính trị của ông ta bởi vì dân Mỹ không chấp nhận Dân Mỹ không chấp nhận cái vài hành động lạm quyền ở cái ghế Tổng thống hành, à, hành pháp. Mặc dù cái tu chính án cho phép. Nhưng giống như tôi nói, nhiều đời Tổng thống có những cái lằn ranh họ không vượt qua được. Có những cái lằn ranh không vượt qua được. Quý vị, năm 2001 khi nước Mỹ bị khủng bố, trong hiến pháp vẫn có quy định cho phép Tổng thống toàn quyền quyết định khi đất nước bị đe dọa bởi chiến tranh. Nhưng lúc đó thì Bush con vẫn phải chờ quốc hội bỏ phiếu chấp nhận cho ông ta được quyền mở cuộc chiến trong vòng 90 ngày mà không cần thông báo cho quốc hội. Là lúc đó cả lưỡng đảng đều phải bỏ phiếu. Và vừa rồi Joe Biden đã hủy bỏ cái quyền đó đó quý vị. Thì quý vị thấy mặc dù trên hiến pháp vẫn cho Bush con cái quyền đó. Nhưng mà ông ta không lạm dụng. Ông ta vẫn phải chờ cho quốc hội thông qua. Còn bây giờ Joe Biden gần như là ông ta đạp lên đầu quốc hội luôn. Tức là ông ta sử dụng tối đa cái quyền hiến pháp dành cho tổng thống hành pháp. Và chính điều này nó sẽ làm cho dân Mỹ thấy rõ hơn. Và họ cảm thấy cái mức độ lạm quyền nó đã đi tới cái mức gọi là không thể chấp nhận được. Và điều này, chính điều này nó đốt cháy cả cuộc đời chính trị của Joe Biden. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích của Phong dựa trên những bản tin mới nhất mà tôi có được ngày hôm nay cũng như những bản tin ngày hôm qua cho thấy Joe Biden đã bắt đầu tìm cách vũ khí hóa các cơ quan chính quyền liên bang và đây là hành động lạm quyền. Bên cạnh đó, ông ta có thể sử dụng tu chính đáng số 14 để mà vượt nợ trần quốc gia mà không cần sự cho phép của quốc hội. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!